Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh dẫn thông tin chia sẻ từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO và cơ quan đầu mối y tế quốc tế cho hay, tại tỉnh Preven của Campuchia, tỉnh có đường biên giới giáp với Việt Nam, bước đầu ghi nhận hai trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus cúm da cầm A H5N1 độc lực cao. Trong đó có một trường hợp tử vong và một số trường hợp nghi mắc bệnh. Trước bối cảnh trên, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị ngành y tế 20 tỉnh thành phố phía Nam triển khai gấp biện pháp phòng cúm H5N1. Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Sở Y tế 20 tỉnh thành phố phía Nam tập trung giám sát, phát hiện các trường hợp viêm phổi nặng do virus tại tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn, đặc biệt chú ý các trường hợp có tiền sử dịch tễ đi đến ở từ dùng có dịch kịp thời lấy mẫu bệnh phẩm gửi đến viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh các đơn vị kiểm dịch y tế quốc tế giám sát chặt chẽ người ra vào ở dùng có dịch cúm da cầm A H5N1, đồng thời phối hợp với đơn vị kiểm dịch động thực vật giám sát da cầm, động vật thủy sản vào Việt Nam qua cửa khẩu và qua đường mòn lối mở trong động thái mới nhất, sở y tế tp. Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 2 đề nghị trung tâm kiểm soát bệnh tật tp. Hồ Chí Minh triển khai các biện pháp giám sát chặt người nhập cảnh đi đến ở từ dùng có dịch cúm da cầm A H5N1 và phối hợp với các trạm kiểm dịch động vật trong giám sát da cầm, thủy cầm vào Việt Nam qua cửa khẩu.